Kính chào đồng chí và các bạn đến với chuyên mục An ninh Bạc Liêu. Nhân dịp đầu năm mới 2019, những người thực hiện chương trình xin gửi đến các đồng chí và các bạn một năm mới với nhiều thành công mới. Trong chuyên mục An ninh Bạc Liêu kỳ thứ nhất năm 2019, chúng tôi sẽ phản ánh đến các đồng chí và các bạn về tình trạng cố ý gây thương tích diễn ra trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thời gian qua. Phần cuối là phóng sự ghi nhận những đóng góp to lớn của người có uy tín trong tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự của địa phương. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về việc mở cao điểm tấn công truy quét các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi dưới hình thức tín dụng đen, tuần qua, Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã ra quân đấu tranh trấn áp, điều tra xử lý và bắt nhiều nhóm đối tượng có liên quan. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Hòa Bình bắt quả tang 3 đối tượng gồm Vũ Văn Linh sinh năm 1993, ngụ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Đỗ Văn Đông sinh năm 1988, ngụ huyện Cư Uyên, tỉnh Đắk Lắk, và Nguyễn Văn Cường sinh năm 1992, ngụ huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, đang có hành vi thu tiền lãi dưới hình thức tín dụng đen của một người dân trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cho vay nặng lãi dưới hình thức tín dụng đen với mức lãi suất 25% một tháng và đã có gần 100 người dân vay nợ với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Trước đó, Công an huyện Hòa Bình bắt quả tang đối tượng Vũ Trung Kiên, sinh năm 1989, ngụ huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, khi Kiên đang thực hiện hành vi cho vay nặng lãi dưới hình thức tín dụng đen trên địa bàn ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình. Tiến hành khám xét, lực lượng công an tạm giữ 2 giấy chứng minh nhân dân, 3 sổ hộ khẩu, số tiền trên 9 triệu đồng và một số tang vật khác có liên quan. Đối tượng Vũ Trung Kiên thừa nhận hành vi cho người có nhu cầu vay tiền, thủ tục nhanh gọn với lãi suất cao. Sau đó, hàng ngày đối tượng trực tiếp đi thu tiền lãi của người vay. Cùng thời điểm trên, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phát hiện đối tượng Lê Minh Hải, sinh năm 1998, ngụ thôn Quang Khải, xã Quang Hưng, huyện Quan Lão, thành phố Hải Phòng, đang thu tiền vay nợ của người dân trên địa bàn phường 1, thành phố Bạc Liêu, nên mời về cơ quan làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng Hải khai nhận cùng với Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1995, và Nguyễn Hiếu Dương, sinh năm 2000, cùng ngụ quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, vào Bạc Liêu thuê nhà để cho vay nặng lãi bằng hình thức phát tờ rơi để người có nhu cầu vay tiền liên hệ qua điện thoại. Sau đó, các đối tượng trực tiếp đến gặp người vay để thỏa thuận với lãi suất trung bình 20% một tháng. Cơ quan công an đang đẩy nhanh công tác điều tra để sớm đưa ra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, tình trạng cố ý gây thương tích diễn biến hết sức phức tạp, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, nhiều đối tượng đã không kiềm chế được bản thân nên gây ra những hậu quả rất thương tâm, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Phản ánh của nhóm phóng viên An ninh Bạc Liêu. Gia đình chị Trần Ngọc Thơ, ngụ ấp 13, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại gia đình vào đầu tháng 9 năm 2018. Trong lúc nhậu, đối tượng Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1992, ngụ ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, xảy ra mâu thuẫn với anh Vũ Liêm, ngụ tại địa phương, nên Hiệp dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào người anh Liêm. Thế vậy, chị Trần Ngọc Thơ can ngăn, thì cũng bị đối tượng Hiệp dùng dao đâm gây thương tích. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tật của anh Liêm và chị Thơ lần lượt là 52% và 11%. Hai bạc tay cũng vô đầu, mà hai bạc tay nó lên đạp một cái nữa. Nó giờ đạp một cái tôi nhào lên là thằng Liêm nó ngồi ôm làn chỗ. Mới tôi nhào lên tôi quýnh thằng Hiệp một bạc tay. Tôi nói người ta xỉn rồi mày chửi người ta quýnh tay nhiêu đó mày còn quýnh người ta nữa. Giờ nói nhiêu đó nó móc dao nó đâm tôi luôn. Nó đâm ý là tôi đỡ thằng Liêm lên cho nó về đó. Nó đâm qua thấu tôi nằm xuống nó rút ra bắn máu tôi nằm xuống nó còn múc ra đâm cái bụng. Một vụ án cố ý gây thương tích khác xảy ra trên địa bàn thị xã Giá Rai mà nguyên nhân cũng xuất phát từ rượu. Sau khi bị anh Huỳnh Quốc Quy ngụ cùng địa phương chửi và thách thức,
Lê Thanh Toàn, sinh năm 1984, ngụ phường 1, thị xã Giá Rai, đã dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Quy. Sau đó, dùng tay và chân đánh liên tiếp vào người anh Quy, khiến anh Quy bị thương. Hậu quả khiến anh Quy bị thương với tỷ lệ thương tật là 65%. Được biết, cả Lê Thanh Toàn và Huỳnh Quốc Quy đều có sử dụng rượu bia trước khi xảy ra vụ việc. Hầu hết là các đối tượng có sử dụng hung khí. Thì có nhiều trường hợp là tội phạm diễn ra và gây ảnh hưởng sức khỏe đến cái người bị hại. Có những trường hợp là bị thương rất nặng và có những trường hợp là bị tử vong. Nói chung là gây ảnh hưởng nặng nề đến cái điều kiện kinh tế của gia đình, sức khỏe của người bị hại và tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Theo các cơ quan chức năng, dịp Tết Nguyên Đán hàng năm là thời điểm gia tăng các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm cố ý gây thương tích. Để hạn chế hậu quả của loại tội phạm này, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, thì rất cần sự chung tay góp sức của các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân. Tăng cường cái công tác tuyên truyền làm sao cho mọi người dân biết được tác hại của cái tội phạm cố ý gây tích, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người, phối hợp với công an địa phương và các cơ quan ban ngành đoàn thể để phối hợp làm sao là tăng cường cái công tác hòa giải tại địa phương, làm dứt điểm và chấm dứt cái hành vi vi phạm ở địa phương. Để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân cũng như của những người xung quanh, người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không được lạm dụng rượu bia, sử dụng bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, hoạt động của các tôn giáo nói chung, những vị chức sắc tôn giáo nói riêng đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tín đồ và người dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phong trào phòng chống tội phạm và phát triển kinh tế xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Với phương châm sống tốt đời, đẹp đạo, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bạc Liêu đã tuyên truyền vận động chức sắc và giáo dân tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động, như phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhất là chương trình an sinh xã hội mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, hàng năm đã xây dựng hàng chục căn nhà tình thương cho hộ nghèo, cầu giao thông nông thôn, tặng quà, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, trị giá hàng trăm triệu đồng. Những việc làm ý nghĩa trên đã mang lại niềm tin, nghị lực giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đồng thời tạo sự lan tỏa những tấm lòng nhân ái hướng thiện tới cộng đồng. Bên cạnh đó, vào các dịp lễ hội của đồng bào Công giáo như Giáng sinh, Phục sinh, các họ đạo trên địa bàn tỉnh phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo sự gắn kết chặt chẽ trong cộng đồng dân cư, đặc biệt thường xuyên phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền hướng dẫn giáo dân tham gia phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng các điển hình, mô hình tiên tiến tự quản về an ninh trật tự trong các họ đạo. Từ đó xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu, được biểu dương, khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Hội đồng mục vụ trong họ đạo phối hợp cùng với chính quyền địa phương để rồi cho bà con có một cái hướng sống trong cuộc sống của mình, đấy là phát triển về mọi mặt, nhất là về an ninh, trật tự, rồi xây dựng nông thôn mới. Chính quyền địa phương, nhất là Ủy ban nhân dân xã đã tạo mọi điều kiện như giúp đỡ, phối hợp cùng với hội đồng mục vụ trong giáo xứ rồi làm cho bà con phát triển đời sống ổn định, an ninh được trật tự, và đó cũng là cái điểm để rồi thì hội đồng mục vụ sẽ dưới sự phối hợp của Ủy ban xã, chính quyền các cấp cũng làm cho cái họ đạo mỗi ngày một thăng tiến lên. Trên địa bàn của xã Thành có một cơ sở tôn giáo, đó là nhà thờ Thánh Tông. Thì trong thời gian vừa qua, có thể nói rằng hội đồng giáo xứ, mà nhất là đối với chỗ linh mục Hậu, đã có mối quan hệ
chặt chẽ đối với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền vận động bà con giáo dân thực hiện tốt tất cả các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Cụ thể, trước hết là đối với chỗ bà con giáo dân là thực hiện tốt về chức trách của mình trong cái xây dựng cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới, đảm bảo tình hình an ninh trị và trật tự an toàn xã hội, và đối với đời sống của bà con giáo dân trên địa bàn ngày càng một phát triển. Cũng như Ủy ban Công giáo tỉnh Bạc Liêu, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng đến cộng đồng. Nhiều chương trình như nhịp cầu nối những bờ vui, mái ấm tình thương che nắng, che mưa cho trẻ em mồ côi, tổ chức lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, đã mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người dân nói chung, trong đó có đồng bào tăng ni Phật tử. Những hoạt động đó đã góp phần cùng với chính quyền địa phương chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ban trị sự Phật giáo tỉnh cũng đã chủ động vận động các tăng ni, tín đồ thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, chú trọng vận động giáo dục tăng ni, tín đồ Phật tử, gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương và quy chế hoạt động tôn giáo, nhất là thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống mới, văn minh, tiến bộ. Tôi hoàn cảnh thì nó hơi khó khăn, mà nhờ công đức tứ sư tạng với hỗ trợ cho tôi được cái nghề, được cái nhà ấm cúng. Như vậy là tôi rất là ban ơn sư tạng với sư nghĩa tận tình là cũng khảo sát coi được tôi có cái nhà ấm cúng như vậy. Cũng ơn sư tạng với ở hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu đó cũng ban ơn. Giáo Bạc Liêu cũng mong rằng trong cái tình hình phát triển hiện nay thì chúng tôi luôn mong rằng là nhà nước có cái sự quan tâm và ủng hộ nhiều hơn nữa để Phật giáo thực hiện được những cái kết quả tốt đẹp, góp phần an sinh xã hội cũng như góp phần để xây dựng và bảo vệ đất nước trong cái phương châm đạo pháp dân tộc và xã hội chủ nghĩa. Đó chính là cái tâm nguyện của Phật giáo Bạc Liêu. Thông qua các buổi lễ giảng giải giáo lý, các chùa trong tỉnh còn lồng ghép giáo dục tín đồ Phật tử, làm tốt công tác quản lý, giáo dục con em trong gia đình, không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội. Đồng thời vận động các tăng ni Phật tử tích cực tham gia phong trào phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội. Dưới cái uy tín của mình đó, thì các vị cũng phối hợp hết sức là chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương và các cái doanh nghiệp mạnh thường quân. Để tổ chức tuyên truyền vận động đó là giúp nhau phát triển về kinh tế, rồi đó là tích cực tham gia cái phong trào xây dựng nông thôn mới, rồi cái phong trào xóa đói giảm nghèo, rồi đó là vận động cái quỹ an sinh hỗ trợ cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt đó thì một cái sự hết sức là nổi bật đó thì các vị chức sắc với cái uy tín của mình vận động đồng bào tham gia hưởng ứng các cái phong trào như là phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, từ đó mà nó góp phần hết sức là tích cực làm cho cái tình hình an ninh trật tự nó được ổn định. Bằng uy tín và sự đóng góp công sức tâm huyết của mình, chức sắc các tôn giáo đã cùng với chính quyền và lực lượng công an làm tốt công tác an sinh xã hội, tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần quan trọng đảm bảo tình hình an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Các đồng chí và các bạn thân mến, chương mục An ninh Bạc Liêu kỳ này của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương mục kỳ sau.